Đấy, 2602 nha các bạn. Đang quấn gom. Cái dòng này là cũng đây cũng là lần đầu tiên mình quay được nó quấn gom nè. Chứ quay thì quay được sớ thôi. Quay sớ quay mất lầy. 26 này 3 máy hay 4 máy ta? Hình như là 4 máy gì á. 26 này như còn 4 máy hay ta? 24 có 3 máy gì á. Ở đây là Tân Hồng Đồng Tháp nha các bạn. Cái này là hình như là ở An Phước rồi, An Phước này không biết là thuộc Tam Nông hay là Tân Hồng nữa. Gò Quán Cung á. Kế Gò Quán Cung. Này dàn cuốn sao nữa rồi. Tè tè nãy giờ còn chưa vô nữa. À đây nè, chưa lên. Xong. Đang chiến đấu một mình nha các bạn, chạy con mình nè. Đồng này cắt cũng rồi, còn quấn gom không à. Hình như dàn cuốn cũng không mấy gì im luôn. Ngã. Máy máy đời cũ chạy cuốn hơi mệt không? Chưa nhả nữa trời. Kẹt rồi. Kẹt cái gì nữa rồi. Ủa thùng mày thùng gì chú? Lão quắc. Này của bên điện chứ máy điện cơ. Dạ bên điện nữa, xài điện kìa. Bị gì à? Chết luôn, thằng này nó mà nó dở trứng rồi mệt chứ lắm. Nó ngon rồi chạy hoài được hoài. Mẹ chỉ nó quay nó hoài được rồi. Chỉ giỡn nữa đúng không? Không biết của ai luôn. Xài điện. Hai sáu không hai. Này nút nút tắt nút mở à. Nút nút bên lên bên xuống phải không? Nút mở hả hàm lúc này lúc xả chỉ. Dạ. Này xả chỉ con này bên nè. À. Này hả? Này. Này hả hàm đó. Nó còn bên ấy mà. Ừ. Còn bên nằm ở đây nè. Dạ dạ. Không biết nó cái bên bên thùng nè. Thùng hả? Bên này nè. Điện luôn là nhớt. Nó hả? Nó nhớt của nó mà, nó xài bơm của nó. Bơm nhớt. Nhưng mà ủa ta. Bơm nằm trong luôn à. Có bơm hả? Dạ. Bên kia bơm nằm bên hông. Mấy loại thường á. Nhớt này nè. Dạ. Này đang chỉ xuống không có motor ở trong này luôn ha. Vậy là ngày nó nhả chỉ xuống chứ nó không phải nó tự động như thằng kia mà chỉ tự nó rút xuống không chú. Kia gom lên thì rút xuống. Cái này nó nhả xuống, nó lăn chỉ xuống. Bấm nút cái này. Dạ. CR700. Thùng
cú này nó ngon lành rồi, chạy hoài được hoài thấy ham. Nó mà chụp chặt rồi là mệt lắm. Chút về chút khác. Bấm nhảy muốn nhảy muốn chạy chạy cũng không không. Cái gì không? Mệt 6 giờ. Sớm đủ đỉ mẹ nằm ở dưới cái thùng cuốn đó, nó mới gãy mới hàm chứ mất làm lại rồi về chạy. Ừ, này đôi chiền ha. Mình chạy xuống làm nữa. Ông mới chạy à? Ờ. Đủ má nãy tao đi giữ châu mà đi tới. Ờ. Văn Châu lên gì Văn Châu thành lên Châu Sắc. Đủ mẹ giờ lên tới cái này luôn chạy mới đủ mà ổng. Châu kia cầm roi không? Châu này cầm bu lăng. Chạy nó mệt mà đụng mai nó quậy mệt quá. Từ từ quen không ư? Chứ có ai mới mà vô chạy được đâu. Giặt trên này cắt hết rồi. Còn giặt dưới. Dạ. Mày đi đâu đây? Đi quay máy cài, vô quay mấy ông nội đó, mấy ông cuốn gầu hết rồi quay gì được đâu. Nó chạy ra đó. Anh chịu đủ má hổm về nó đẩy cái vàng càng lừa chậm lẹ nè, tao hết 7 triệu rồi. Chậm 2 tuần đó hả? Ừ. Dạ. Cũng đẩy 2 tuần khó mua thì mua. Là 7 triệu là 42 triệu. Ừ. Rồi này ông chạy cho người ta là ông chạy cho ông. Này cho nhà. Chắc nhà luôn hả? Này mình mua rồi mình có mình bán. À dạ dạ. Mình tưởng nó ông chạy cho người ta. Chạy ông ta thì cùng 5 ngàn. Dạ thì 5 ngàn cái thinh được phải không? Ừ. Còn chỉ máy người ta luôn cục ngàn phải không? Cái gì? Chỉ với máy được của người ta luôn là cục ngàn. Chạy mướn á. Chạy mướn là chỉ với máy của mình luôn cục 5 ngàn. Không, nếu của người ta. Của người ta nhớ như là ngàn. Nhờ chưa chạy đâu. Mình chạy công không á. Mình chạy công không phải không? Dạ. Cho tài xế là ngàn. Dạ dạ đúng rồi. Mình lái máy cho người ta là cục ngàn. Người ta ăn cục 5 ngàn, ta trả mình ngàn cục. Dạ. 4 ngàn. Còn máy mình chỉ mình thì cục 5 ngàn. Ừ. Đạo Phật vua. Nè tốn tiền nữa nè. Ừ, đủ má nó ngon. Để cho nó đủ má tới tới. Kệ đồ dữ mà. Ừ. Hư gì thay đó. Nếu cột thằng này không biết của Trung Quốc hay Việt Nam hay Ấn Độ luôn hả chú? Thằng này Trung Quốc hả mày? Thằng này hồi đó nó mua mới là 80 mấy triệu á. Mới ra. Ờ 8 mấy là coi chừng của Ấn Độ. Ừ. Ấn Độ 7 mấy 8 mấy. Ừ, nó mua đó đó. Mà không phải hiệu này. Ấn Độ hiệu nó đủ mẹ. Ấn Độ cũng màu đỏ nó mà hiệu gì con quên mất tiêu rồi. Hiệu Gatland. Tao thấy nhiều lắm nè. Hiệu cái ông thấy nhiều là cái thằng Gatland màu đỏ á. Thằng này không biết phải Gatland không nữa. Thằng này 70 thấy đẩy 700. 700. Thùng nó chạy nhiều lắm là tại mấy thùng kia nó tháo bỏ nhà. Bỏ dạ, nhà. Tháo nắp còn nhìn không có thấy màu đỏ. Ừ. Máy này hồi chủ nó chạy một ngày 600 cục đó. Máy này ở đây luôn hả đâu? Ừ. Ta theo cái trâu cho nó đủ cũng mấy vụ nó dón ta kéo cho nó cũng mấy vụ thấy im. Dạ, dạ. Mua. Mua đủ đỉ mẹ tới mình về mình chạy máy bữa nó hư càng lừa. Gì trời? Bơm hả? Ừ. Bơm sao bơm điện luôn hả? Bơm điện không luôn à. Thằng kia thì nó lên nó gạch xuống phải không? Còn này bấm nút cho nó đẩy chỉ xuống. Ừ. Này bấm nút chạy nè. Dạ. Yeah. Đụng mẹ cái khi nó cái hậu muốn chạy nó kỳ quá. Muốn tư ở trong á. Muốn tư ở trong nó bị cái gì đụng mẹ tao. Chạy rồi mình tháo ra đụng mẹ không á, có để tháo chịu. Mà lông vui nó ngon lành rồi chạy thấy ham lắm. Bị cái gì cái rồi phóng lên phóng xuống. 14/9/2018. Ba mươi lăm triệu trọn bộ. Đó bạn, cái hàng bên đó là hàng Gò Quán Cung đó. Đây như còn An Phước chưa qua cầu. Đó, gãy tiên kêu gồm rồi đó. Hôm nay ông đã có Ấn Độ ta.
điện này thì đa số người ta ngán, tôi thích cơ cơ, cơ nó dễ sửa. $35 cái đầu dưới thùng luôn. Cũng nhanh lên chứ bộ, có khói rồi kìa. Nữa đó, phóng nữa rồi đấy. Dây nó không nhả cái chỗ hai cái gang bằng cuốn dây này đó các bạn. Không nó lúc chạy lúc không. Mấy này nó xài chắc nó xài motor chở than rồi. Chở than thì lâu lâu nó ngẫm than rồi là lúc dính lúc không. Như cái bơm này là cái bơm bơm heo đó. Cũng motor tới hai chở than nữa đấy. 12V. Nên nó than thay cũng không có đâu, thay muốn thay là thay lên nguyên cụm đít, mua cụm đít rồi mua luôn cái motor mới. Cái motor đó vô bãi phế liệu nhiều lắm. Phải đúng cốt, được cốt lớn, cốt nhỏ nữa. Này cũng không vô nữa là giờ thay mệt rồi. Hoài luôn á. Bứt dây luôn rồi, bứt dây luôn rồi. Hết chỉ luôn rồi. Để chỉ đằng bờ đó kìa. Yeah.